À, cái đó CTR là có một cái mấy à, khoảng Không quan trọng, 1.3. có sale không liên quan tới CPA lắm. Rồi một cái sản Rồi phẩm khác, thì một sản phẩm khác thì nó tới khoảng 500 lít, hơn 500 lít, nhưng mà sale thì được 4 sale thì nó cũng khoảng hơn 100 lít thì mới có một sale đó. Rồi một cái sản phẩm còn lại là gần 200 lít thì được 2 sale, thì chúng nói chung cũng gần 100 lít thì có một sale. Thì tính tới bây giờ sản phẩm á, thì ba sản phẩm đó thì xài hết 100 mấy chục đô tiền quảng cáo rồi, nhưng mà cái sale thì được 300 mấy, nói chung cũng còn lời được khoảng gần 200. là siêu lãi rồi bố. Mới mà cô tôi mới, sau này cô còn tối ưu hóa anh tốt nữa.